Ngày 21 tháng 12, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ. Biện pháp tố tụng với ông Hải được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan. Ông Hải là Thứ trưởng, người phát ngôn của Bộ Công Thương. Ông thường trả lời các vấn đề nóng của ngành tại họp báo chính phủ thường kỳ. Ông Hải có nhiều năm làm việc tại Bộ Công Thương trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng vào năm 2014. Ông từng giữ chức vụ Cục trưởng Xúc tiến Thương mại. Tại Bộ Công Thương, ông phụ trách vụ thị trường trong nước, vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ, Cục Công nghiệp và trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xăng dầu, xúc tiến thương mại, thị trường các nước châu Âu, châu Mỹ. Một ngày trước, tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 bị xác định có những vi phạm, khuyết điểm. Các vi phạm xảy ra trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh, tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung cấp, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá, lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án, gói thầu do AIC thực hiện. Những người đầu tiên trong vụ án bị bắt từ hồi tháng 9 là bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự. Sau đó, cơ quan an ninh bắt ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Lê Duy Minh, cựu cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh bị điều tra tội nhận hối lộ. Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu, gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không, được thành lập năm 2005, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 8, Xuyên Việt Oil bị Bộ trưởng Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu cấp ngày 19 tháng 11 năm 2021 và hiệu lực tới tháng 11 năm 2026.